Đây, xin chào cả nhà. Hôm nay mình ăn cái món bún nước lèo. Bún nước lèo ở miền Tây đó cả nhà. Bún nước lèo nè. Bún nước lèo hôm nay mình ăn với lại cái món heo quay cả nhà. Ăn nguyên cục thì mới đã. Đây là cái bắp chuối, khi mà mình ăn hết cái rau á, rồi cái mình bào cái bắp chuối ra mình ăn trực tiếp luôn cả nhà. Mời cả nhà dùng cùng mình nha. Với đặc biệt cái bún nước lèo á, có cái mấy ớt này cả nhà. Ớt ớt rừng á, ớt xiêm xanh á cả nhà. Mời cả nhà dùng nha. Siêu ngon cái này. Có người à thích ăn ớt sắc, có người thì lại thích ăn ớt xiêm. Thiếu. Bún kim cua cà. Giờ một thế à. Cái mượn hao quay á, mình ăn với lại cái bún nước lèo á, làm như nó bắt cái món đó cả nhà. Quang heo. Nè. Nè, heo à. Nếu như mà cái răng của mình mạnh á, mấy cái xương giò này mình có thể ăn được luôn á cả nhà. Nó mềm á, lấy cái phần sụn nhiều. Ngon số 1 cái nhà. Ăn mà thiếu rau là mình bào trực tiếp luôn. Cặp nắng. Giờ thì mình bào nó lâu lắm. Chấm mới ớt mình ăn luôn cái nhà. Ngon. Ngon nè. Mấy con mình với lại cháu á kia dẫn đi ăn bún nước lèo biết nó cũng riêng cả nhà. Cái bắp chuối này nói chung thì nó chấm với lại cái muối ớt mà cái mình húp miếng mắm này nó cũng ngon nữa cả nhà. Ngon hả? Cha ăn ngon. Gần con cái nè. Cha ăn ngon hả? Ngon. Cha ăn heo ngon. Cha ăn heo ngon. Cha ăn heo hả? Ngon không? Ngon. Ngon, ngon số 1. Ha ha ha.
Nên ngồi đi. Nó siêu giòn cái nhà. Bình thường người ta ăn chân không? Chân không? Heo quay người ta ăn nhờ da cái nè. Thì mình ăn cái này dạ bi là nó mắc lắm. Còn bình thường người ta ăn thịt ba gọi cái nè. Mình ăn những cái phê da nó được nhiều. Trăng này thường thường không chỗ bán heo quay đó, người ta chỉ bán thịt ba gọi ít ít có mấy cái này cái nha. Này là đúng ra là cái món ngon á, ngon nhất nhị của con heo với bộ. Cái phần gần ăn phần này đã lắm nha. Có màu. Tuyệt vời, tuyệt vời đó nha. Wow.